Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin thị trường ngày 1 tháng 11 năm 2020. Và tôi là Hồng Vân đến từ Inflex Investment, rất vui được gặp lại mọi người. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tháng 11 cho nên là chúc mọi người có một tháng thật là vui vẻ, hạnh phúc ạ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với bản tin thị trường với tiêu đề đó là chờ đợi vùng mua mới. Thì tại sao lại có cái tiêu đề như thế này? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Nội dung của chương trình thì vẫn gồm 3 phần như mọi khi thôi. Và chúng ta sẽ đến ngay với phần đầu tiên là phần tình hình thị trường tuần qua. Tình hình thị trường tuần vừa rồi là một tuần mà giá trị khớp lệnh vẫn liên tục tăng cao. Tuần này là cả tuần đạt 36.817 tỷ đồng. Với cái động thái từ khối ngoại thì vẫn tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Tổng cộng tuần này đã bán là âm 2.017 tỷ đồng rồi. Đây là một cái dấu hiệu rất là đáng chú ý. Cũng như là nhìn vào đồ thị phân tích kỹ thuật thì để chúng ta sẽ có cái nhận định cho tuần tiếp theo. Ok, mọi người nhìn vào VN Index này. Chúng ta đã có một cái tuần, nó là một diễn biến điều chỉnh rất là rõ rệt từ các dòng cổ phiếu chủ yếu là đến từ VN30 là phần nhiều. Các mã khác cũng có cái sự suy giảm, tuy nhiên là nó sẽ không quá mạnh bằng những cái mã cổ phiếu trong VN30. Một điều thì cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì các cái đoạn giai đoạn kéo từ 950 đến 970 hầu hết là động lực đến từ VN30. Như em đã chia sẻ rất nhiều trong các video cũ, mọi người có thể xem lại. Và cái take profit 970 của chúng ta là đã chạm rồi. Như vậy là những nhận định hiện tại là vẫn đang khá là chính xác và duy trì trên hệ thống. Tiếp theo đó là một cái vùng hỗ trợ 920 đến 930 quanh đây ạ. Quanh cái vùng chạm giải màu cũng như là hỗ trợ rất là cứng từ đường siêu dài hạn của Rainbow. Hiện tại là giá đang giao dịch quanh cái vùng này và chúng ta sẽ có thể để ý một chút để xem tình trạng diễn biến của giá nó sẽ có cái diễn biến mới như thế nào. Còn quanh vùng 920 đến 930 đó là một cái vùng hỗ trợ mà bọn em đã nhận định rất là lâu rồi. Hiện tại là nó vẫn đang khá là đúng. Ok ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích VN Index trên quan điểm của hệ thống Inflex nhé. Hiện tại là chúng ta đang có một cái tín hiệu báo bán là một cái nến rất là dài và nó đâm xuyên vào trong dải màu xanh. Hiện tại là dải màu xanh đang có cái dấu hiệu co hẹp, mặc dù là cái tính chất của nó thì vẫn khá là dày. Tuy nhiên là mọi người cũng nhớ là chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất là dài từ đây, từ khoảng tháng 3 năm nay đến lên đến quanh 970, từ vùng 650 đến 970. Sau một cái giai đoạn tăng như vậy, trong cái quá trình tăng thì nó cũng đã xuất hiện một cái nhịp chỉnh ở đoạn này. Hiện tại khả năng nó sẽ là cái nhịp chỉnh tiếp theo. Ở đây, ok, chúng ta vẫn có một cái dải màu vẫn đang là một cái hỗ trợ khi mà giá chạm cái cạnh dưới của dải màu thì đang có dấu hiệu bật trở lại này. Đường đảo chiều tăng thì vẫn ở trên vùng 970, chúng ta sẽ chờ. Nếu mà giá có những cái tín hiệu hồi phục tốt với đường đảo chiều tăng nó hạ sát xuống đường giá thì chúng ta sẽ theo dõi lại cái lực SPI này để tìm các cái cơ hội vào mới và những cái điểm này nó sẽ rất là nét nhé. Hiện tại là cái lực bán thì vẫn đang rất là mạnh, cái xu hướng điều chỉnh nó đang rất rõ rệt cho nên là sẽ chưa có nhiều câu chuyện để nói vào thời điểm này. Nhìn vào Rainbow nè, chúng ta có một cái mẫu đang rất là đẹp khi mà đường giá này, các đường ngắn hạn cắt lên trên các đường trung và dài hạn, hiện tại là cũng nằm trên cả đường siêu dài hạn nữa. Tuy nhiên là như đã nhận định thì sau cái quá trình mà nó vượt cái đường siêu dài hạn này thì bắt buộc nó sẽ phải có những cái nhịp điều chỉnh để test lại cái đường này một lần nữa trước khi nó bật trở lại. Cái việc mà VN Index điều chỉnh như thế này cộng với cái việc nó trên đồ thị kỹ thuật, nó chính là cái việc nó đang test lại cái vùng hỗ trợ cứng ở phía dưới, thì chúng ta hoàn toàn có thể bình tĩnh trước cái nhịp chỉnh này, bởi vì chúng ta cũng đã có thể dự đoán trước được rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận những cái hỗ trợ từ giải màu ngắn hạn quanh vùng 905, thì em gọi là quanh vùng 900 ạ. Ở phía dưới này sẽ là quanh cái vùng 890. Và nếu mà thấp nhất ạ thì khả năng nó có thể quay trở lại vùng 870 ở đây. Thì tuy nhiên là
chúng ta vẫn nên kỳ vọng quanh cái vùng giá 900 cũng như là tối đa là 890 thôi là chúng ta đã có những cái nhịp hồi lại rồi. Nhìn tiếp một chút về dòng tiền thì như em đã nhắc mọi người về dòng tiền đầu cơ, nó là một dòng tiền rất là nhạy, thì hiện tại nó có dấu hiệu là luân chuyển ra khỏi cổ phiếu. Cái đường vàng thì nó vẫn chưa cắt hẳn xuống đường không, tuy nhiên là cái trạng thái thì đang chưa được tích cực lắm. Với dòng tiền đầu tư thì nó chậm hơn, thì tuy nhiên là nó vẫn đang có một cái dấu hiệu đó là giảm, nó đang giảm rất là nhanh. Xét về mặt lượng thì rõ ràng là dòng tiền đầu tư vẫn đang trú ngụ ở trong thị trường khá là nhiều, cho nên mà chưa thể rút ra một cách nhanh chóng được. Chúng ta sẽ vẫn để theo dõi thêm hai cái dòng tiền này, và đặc biệt là cái trạng thái dòng tiền đầu cơ khi mà sau một quá trình nó rút ra thì nó có dấu hiệu là quay trở lại thị trường không, thì sẽ đem lại cho thị trường những cái vùng tạo đáy hay là những cái điểm tham gia mới cho tất cả mọi người ạ. Ok, đó là về thị trường của chúng ta. Như vậy, kết luận của tuần này chúng ta có: về mặt kỹ thuật thì sau khi chạm vùng take profit 970 mà em đã báo thì thị trường chính thức bước vào nhịp giảm, nhịp chỉnh thôi nha. Chỗ này đang có một chút lỗi. Hiện giao dịch thì nó sẽ quanh cái vùng hỗ trợ cứng 920 đến 930, và chúng ta sẽ ngó các cái vùng hỗ trợ dưới ở 900 đến 890. Về mặt khuyến nghị thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, thì sau đó mọi người có thể tham gia giải ngân mạnh tại các cái vùng này luôn. Hiện tại thì chúng ta sẽ duy trì các mã ở trạng thái là theo dõi. Chúng ta cùng đến với phần số 3 là các cơ hội đầu tư luôn. Có lẽ tuần này, tuần trước ạ, chúng ta đang có hai cái mã là Vinhome và VRE. Chúng ta sẽ cùng ngó lại với một trạng thái tăng kéo cuối của thị trường mà chúng ta lại vào hai mã trụ, thì nhịp tăng chưa xuất hiện thì nó đã vừa xuất hiện thì nó đã có cái nhịp quay đầu rồi. Cho nên rất là tiếc khi mà nhịp tăng vừa mới hình thành thì chúng ta đã phải nhận cái sự điều chỉnh rất là khỏe từ giá, và buộc lòng là chúng ta sẽ phải cắt lỗ ở cả Vinhome này lẫn VRE luôn. Rất là tiếc một điều là như thế. Ok, chúng ta sẽ cùng nhìn qua về tình trạng của hai cái mã trụ này xem là nó như thế nào nhá. Nhìn một chút về chart tuần nào, chúng ta có một cái tín hiệu mua vẫn còn đang được duy trì. Tuần vừa rồi điều chỉnh rất rõ rệt, tuy nhiên vẫn chưa thủng cái vùng giá 74.9 của chart tuần. SPI tiếp tục là một cái giai đoạn suy thoái, nhưng mà lần này là suy thoái của nhịp tăng. Vùng này thực ra là một cái vùng tiếp tục swing, nó chưa rõ xu hướng cho VHM. Với chặt đây ạ, chúng ta đang có một cái vùng giá nó đi khá là swing như thế này, và nó vẫn chưa thủng cạnh dưới. Quanh đây khả năng là nó vẫn còn một cái hỗ trợ từ cái vùng giá nó tạo ra đấy. Hiện tại trạng thái như thế này, với cái việc mua bị cao thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải ưu tiên đó là chốt bớt giảm tỷ trọng. Và nếu mà thủng hẳn các cái vùng hỗ trợ dưới thì mọi người sẽ cắt toàn bộ nhá. Rainbow của Vinhome chúng ta có 1 này, 2 này, 3 này, 4 lần này. 4 lần cố gắng vượt cái giải trong dài hạn, tuy nhiên là đều vẫn chưa thành công. Cho nên đấy cũng là một trong những cái lý do khiến cho giá gặp các cái cản, nó vẫn đang tiếp tục bị chỉnh. Tuy nhiên tại các cái lần chinh phục thứ 4, thứ 5, thứ 6 thì em kỳ vọng là Vinhome nó có thể break vượt để tạo ra một cái trend mới cho mã cổ phiếu này nhá. Xét về dòng tiền này, dòng tiền đầu cơ ra mạnh quá, bởi vì đối với các mã trụ thì đúng là tại cái nhịp chỉnh nó sẽ bị lôi ra và nó đánh xuống rất là nhanh, dòng tiền chạy rất là nhanh. Đấy là lý do mà Vinhome hay cả VRE nó có những cái nhịp, khi mà nó đã rơi vào những cái nhịp chỉnh thì nó cũng khá là sốc. Tương tự thế với VRE ạ, chúng ta nhìn một chút về chặt tuần, cũng lại là một cái vùng mà nó đi ngang tích lũy. Hiện tại thì VRE xấu hơn khi mà đã tạo hẳn ra một cái lệnh bán rồi, tạo hẳn một cái lệnh bán. Mọi người nhìn cái đường đảo chiều tăng của nó cũng trùng với cái vùng đỉnh cũ của các cái vùng swing mà nó tạo ra bởi giá. Cho nên thật ra cả hai mã này đều đang có một cái vùng giao dịch tích lũy quanh một cái biên nhất định.
Đối với chặt đây thì rõ ràng là nó sẽ xấu hẳn rồi khi mà giải màu tím nó đang mở rộng với một cái tín hiệu báo bán và giá đang ngay ở cái vùng chốt lời luôn. Lực bán từ SPY cũng đang rất là khỏe. Rainbow của chúng ta tương tự gặp lần 2 của giải màu dài hạn đang có dấu hiệu điều chỉnh. Và nó bị xấu hơn là bởi vì nó cũng rơi hẳn khỏi các cái hỗ trợ từ Rainbow rồi. Dòng tiền đầu cơ đi ra rất là nhanh. Tiền đầu tư cũng vì thế mà nó đang có dấu hiệu luân chuyển ra như vậy. VRE xấu hẳn hơn so với Vinhome nhá. Các anh chị đang có VRE ưu tiên cắt lỗ cho em ạ. Đó là về hai mã của tuần trước và đúng là không được may mắn lắm khi mà chúng ta giao dịch ở các cái vùng trên cao với những mã trụ. Thì khi mà gặp những cái điều chỉnh thì nó lại đang khá là sốc và buộc lòng là chúng ta sẽ phải cắt lỗ thôi. Nhưng mà đó là tình trạng của hai mã thì chúng ta phải xử lý thật là phù hợp. Ok, đến với các cơ hội đầu tư của tuần này thôi ạ. Chúng ta có rất là ít mã bởi vì khuyến nghị của hiện tại của Invest đó là mọi người sẽ đứng ngoài với trạng thái theo dõi. Thì một số lưu ý cho các anh chị đó là chúng em sẽ gợi ý cho mọi người về một dòng đầu tiên có khả năng chạy khi mà thị trường tạo đáy trở lại, đó sẽ là các mã trong mid cap. Thì mọi người sẽ lưu ý cho em nha. Thì đây là một cái key mà em đang tặng cho mọi người đấy. Còn cụ thể những cái mã như thế nào thì có lẽ là mọi người sẽ phải inbox cho bọn em để bọn em có thể chia sẻ riêng nhá. Còn đối với buổi chia sẻ chung như thế này thì em sẽ giới thiệu khoảng hai mã thôi. Đó là VPBank và KBC. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào hai mã này. VPBank với vùng theo dõi tạo đáy quanh 23.2 ạ. Đây là một cái mã mà em tìm từ trước cũng khá là nhiều. VPBank ạ. Và KBC. Lý do đặc biệt thì cũng không quá nhiều. Đơn giản là chúng ta tại các vùng hỗ trợ cứng thì chúng ta sẽ tham gia thôi. Ở đây nhìn một chút vào VPBank ở chart tuần nhé. Chúng ta có một cái tín hiệu báo mua. Và cái tín hiệu báo mua là một cái tín hiệu báo mua đánh vượt cái cản trendline của cái nhịp giảm từ trước này. Cho nên tín hiệu báo mua này rất là đáng để chúng ta tham gia. Ở đây sau một cái nhịp tăng rất là tốt, lên tối đa là quanh cái vùng 26 là cái vùng đỉnh cũ. Thì hiện tại là VPBank cũng đã có một nhịp chỉnh rất là sâu. Đặc điểm của nó là một dòng banh thì nó cũng đang là một trong những cái mã bị bán khá là nhiều. Nhìn vào chart đây thì rõ ràng là chúng ta vẫn đang có một cái vùng gọi là vùng hỗ trợ trendline của VPBank ở phía dưới này. Cho nên quanh cái vùng này chúng ta sẽ theo dõi cái tín hiệu tạo đáy. Đối với tín hiệu từ hệ thống Inflex thì rõ ràng là nó vẫn đang cho một cái tín hiệu báo bán, cho nên chúng ta sẽ chưa vội vàng với tất cả các mã. Ở đây, nến SPY vẫn thể hiện lực bán đang rất là mạnh. Rainbow chúng ta nhìn ạ, giải hỗ trợ ở phía dưới rất là dày đặc và thấp nhất sẽ là ở quanh vùng 22. Dòng tiền thì đang có dấu hiệu rút luân chuyển ra, dòng tiền đầu cơ với đường vàng đang có dấu hiệu cắt xuống đường không này. Dòng tiền đầu tư thì vẫn đang ở VPBank rất là khỏe. Cho nên khuyến nghị từ bên em sẽ là theo dõi cái vùng tạo đáy quanh vùng 23.2, cũng như là có thể thấp nhất là sâu hơn là quanh cái vùng 22. Quanh đây ạ, chúng ta sẽ theo dõi cái sự tạo đáy của VPBank. Và nếu ok một cái là chúng ta có thể tham gia ngay lập tức. Ok, đó là về VPBank nha. Một cái cơ hội chúng ta có thể cho cái danh mục theo dõi của mình. Tương tự với VPBank chúng ta có KBC với vùng theo dõi tạo đáy sẽ là vùng 13.9 đến 14. Chúng ta nhìn một chút vào chart wick của KBC. KBC cũng gần giống khi mà chúng ta đang có một cái tín hiệu báo mua và cái nhịp chỉnh này nó đang chạm về lại vùng đường đảo chiều và có dấu hiệu bật nhẹ lại. Cho nên vùng này sẽ là một vùng hỗ trợ đối với cả giải màu cũng như là đường đảo chiều thì chúng ta sẽ theo dõi thêm. Chặt đây nhá. Chặt đây của chúng ta cũng lại là một cái tín hiệu báo bán. Với đường giá đang bị thủng cái giải màu rồi cho nên hiện tại là nó vẫn khá là xấu. Tuy nhiên là quanh đây ạ, à, để ý một chút. Chúng ta vẫn có một cái đường đảo chiều tăng ở vùng trên này. Giá nó vẫn đi quanh cái đường bán tại, nếu mà nó có dấu hiệu hồi lên ạ, à, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái vùng mà kiểm định xu hướng lại của KBC.
Nhìn một chút vào Rainbow thì rõ ràng là KBC đang chạm đúng cái hỗ trợ phía dưới cùng rồi. Chúng ta ở vùng 13.7. Vậy quanh đây sẽ là một cái vùng hỗ trợ cứng, thì chúng ta cũng sẽ có thể theo dõi cái sự tạo đáy của KBC tại các cái vùng hỗ trợ này. Lực bán từ SPI thì vẫn khá là mạnh. Nhìn một chút vào dòng tiền ạ. Dòng tiền đầu cơ thì có dấu hiệu là rút ra hẳn rồi, tạo ra cái nến đỏ luôn rồi. Dòng tiền đầu tư thì vẫn đang ở KBC và đang giảm khá là mạnh. Cho nên quanh đây ạ, chúng ta là một cái vùng hỗ trợ cứng thì mọi người có thể theo dõi sự tạo đáy quanh đây. Còn tất nhiên là nếu mà thủng những cái vùng hỗ trợ dưới như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể đứng ngoài luôn và cũng không mất mát gì cả. Như vậy KBC tại vùng hỗ trợ cứng cũng sẽ là một mã đáng để theo dõi nha. Như vậy là cả tuần này lẫn tuần trước, khi mà thị trường bắt đầu rơi vào nhịp chỉnh thì gần như là chúng ta đã bắt đầu có ít những cái câu chuyện để nói hơn. Ok, như vậy mọi người sẽ khá là khó khăn trong việc theo dõi những cái mã mà đang bị lỗ của mình chẳng hạn, hay là chúng ta còn đang phân vân chưa biết theo dõi gì đối với những cái danh mục mua mới, thì mọi người hoàn toàn có thể chú ý tới chương trình của bọn em, đó là chương trình mở tài khoản đầu tư chứng khoán linh hoạt cùng với công ty, bao gồm các mức phí ưu đãi cũng như là lãi vay margin rất thấp. Điều đặc biệt của chương trình thì đó là được tặng hệ thống hỗ trợ giao dịch trị giá 3,5 triệu đồng. Và cụ thể điều khoản của chương trình cũng như là việc mở tài khoản như thế này thì mọi người đã nhận được gì từ bọn em, thì mọi người hoàn toàn có thể liên hệ với bọn em qua các thông tin trên màn hình, qua tất cả các kênh như Facebook này, Zalo và fanpage, website nữa. Thì với cái tiêu đề của bản tin ngày hôm nay là chờ đợi vùng mua mới, thì cái tâm lý chờ đợi của chúng ta cũng sẽ phải tiếp diễn thôi. Đặc biệt là khi mà cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nó khả năng nó sẽ là một trong những cái sự kiện chính trị ảnh hưởng tới không chỉ ở thị trường chứng khoán quốc tế mà còn cả thị trường chứng khoán Việt Nam nữa. Có lẽ là chúng ta sẽ có những cái câu chuyện nhiều hơn sau cái cuộc bầu cử Tổng thống này. Và hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ tư cũng như là tối chủ nhật hàng tuần. Thì tối thứ tư khả năng là chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để nói hơn. Thì mọi người nhớ theo dõi bản tin của em qua kênh Facebook Hồng Vân.inflet để em có thể cập nhật nhiều thông tin hơn cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ạ.